Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào sáng ngày 9 tháng 12. Chiếc xe container mang biển kiểm soát 51C50757 lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Bình Dương về Đồng Nai. Khi tới khu vực giao với đường Thuận Giao 2 thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 51C31107 dừng xe chờ đèn đỏ. Vụ việc khiến chiếc xe này lao về phía trước, găm đầu vào xe tải khác mang biển kiểm soát 60C18208, tạo ra vụ tai nạn liên hoàn. Ba chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Một tài xế xe tải bị thương nặng được đưa vào bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc hơn 3 km. Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đang xuống cấp trầm trọng, mặt đường nhiều ổ gà. Trong khi đó, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua lại. Bên cạnh là gần khu dân cư nhưng không có biển giới hạn tốc độ. Các tài xế điều khiển xe với tốc độ rất nhanh. Nếu như xảy ra sự cố thì không kịp xử lý và gây nguy hiểm.